tôi lúc nào có sáng tác mới của. Tại vì tôi sáng tác không cho ai cả, sáng tác cho tôi đỡ sống chết. Tôi phải làm việc, tôi phải hát hò, tôi phải viết nhạc, tôi phải yêu đương thì nó đỡ sống chết. Thế còn thì các bạn yên chí đi, nếu mà các bạn muốn, bạn nào muốn nghe nhạc của tôi sẽ phải nghe nhiều lắm. Thế vì tôi viết rất là nhiều, nhưng có điều là tôi viết không phải để mang ra bán. Cái thời của tôi nó không có cái chuyện bán ca khúc. Cái thời của tôi là thời chiến tranh, chúng tôi là những người lính, chúng tôi hát cho đồng bào để cùng nhau cứu nước, vậy thôi. Và chúng tôi ăn lương của nhà nước thì chúng tôi ăn lương để sáng tác và hát, vì vậy mà không có chữ show business gì ở đây cả. Thế vì vậy mà tôi viết nhạc thì viết rất nhiều, bởi vì tôi viết cho tôi. Mà các bạn cũng thấy đấy, tôi chưa bao giờ đưa nhạc của tôi ra cả, trừ những bài cháu tôi, cháu Trần Thu Hà, những bài các em tôi như là Sĩ Thanh, như là Lâm Xuân, như là nhiều lắm, rất những ca sĩ trước kia, từ Thanh Lan các thứ cho đến các ca sĩ thời Sài Gòn trước 75. Đấy là thời của tôi. Thì khi tôi vào Sài Gòn ấy thì là mọi người hay đến tụ tập ở nhà tôi nhậu, xong rồi thấy có bài gì mới xin, vậy thôi. Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ xuất bản nhạc của tôi cả. Tôi đố các bạn đi tìm được một bản nhạc của Trần Tiến ở ngoài đường, không bao giờ có, bởi vì tôi có xuất bản đâu. Và tôi sáng tác chỉ để mà vui, ai thích hát thì hát. Thế rồi những cái bài hát đó nó lan truyền, và bài hát của tôi trở thành bài hát truyền khẩu, không có bản nhạc. Và mỗi người hát một lời cạnh, đối với tôi không gì quan trọng. Tôi không quan trọng chuyện đó, vì tôi không có sáng tác để nổi tiếng và để có tiền. Thế vì vậy mà các bạn phải thông cảm là lúc nào tôi cũng sáng tác. Bây giờ bạn muốn tôi hát bài gì mới nhất, tôi hát cho các bạn nghe. Vô nô ra cuối cùng của Trần Tiến, tức là hát xong Trần Tiến chết. Thế thì tôi mới phản đối với đồng chí giám đốc xinh đẹp của chúng ta rằng tại sao là của tôi. Thì đồng chí ấy bảo rằng là tôi thấy ngay rồi, tôi bảo bỏ đi rồi. Vì những người cộng sự với tôi toàn những người trẻ, 20 tuổi giờ xuống, rất trẻ. Thì mình bảo không sao đâu, tôi có giận hờn gì đâu, tôi chết cũng là đúng rồi. Nhưng có một điều, tôi sẽ còn phải nhận số khác đấy, chứ không phải là hát show này là số cuối đâu. Và thứ hai, tôi nói rằng tôi luôn luôn hát với những người trẻ, làm việc với những người trẻ. Tại vì những ekip của chúng tôi, các bạn biết đấy, có thể họ sống nhưng mà đã ngồi trên xe lăn rồi, có thể họ đã ra đi rồi, dù dưới tôi đến 5-6 tuổi. Những người thời đó với tôi như Sĩ Thanh đi rồi, Ngọc Tân đi rồi, Quang Lý đi rồi, biết bao nhiêu người đã cùng du ca với tôi, Trần Tài, nhóm du ca đồng nội chúng tôi cũng đã ra đi. Và khán giả của tôi cũng giống như những người ca sĩ của tôi, người còn sống, người đã không còn nữa. Và vì vậy, nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống. Và vì vậy tôi rất là hạnh phúc khi những người trẻ giúp tôi làm nghệ thuật. Thí dụ như những người bạn trẻ bảo tôi live show cuối cùng, họ chỉ là những người trẻ tuổi, họ không hiểu cái điều đó. Họ, người ta gọi là trẻ người non già. Nhưng những người trẻ người non già mới chính là tương lai của đất nước. Ai cũng có sai lầm, và nhờ sai lầm đó họ sẽ thông minh, họ sẽ giỏi lên. Và đất nước này trông chờ những người trẻ người non già, không có trông chờ những người già dạ mà non người. Thế nhé. Ok, tôi rất là vui chứ tôi không giận hờn cả. Vừa rồi tôi bị một chứng bệnh không ra gì, nói chung của những người già, đó là ung thư. Thì tôi bị ung thư vỏ họng, là cái nơi mà tôi đi kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con, ung thư luôn. Mà ung thư giai đoạn 4. Rồi
các bác sĩ bệnh viện ung bướu, họ là những người rất là yêu nhạc tôi, họ đã tập trung vào họ cứu tôi. Thì trong quá trình đó thì tôi thấy những người cùng bệnh như tôi nhưng đã ra đi vì không chịu nổi cái sự hành hạ của những tia xạ, tia phóng xạ nguy tử ấy, nó bắn vào vòng họng. Người chúng tôi thì bao giờ xếp hàng để đi vào cái phòng xạ, thì cái người ngồi trẻ tuổi hơn tôi, thua tôi khoảng 20-30 tuổi, một người tất nhiên là tôi 70-77 thì người đó là 47 thì tuổi vậy 50, mà người đó lại không vợ không con không gia đình. Có một người bà bán đồ hàng rong gì đó ở gần nhà, thấy thương ông này là người lính, thương ông này mới đưa ông này đến bệnh viện để cho ông này chữa bệnh. Và ông ấy đã ra đi trước mặt tôi khi ở tia xạ thứ 14. Và các bạn thử tưởng tượng trong cái cảnh như thế, tôi dễ gục. Đến khi tôi xạ đến tia thứ 30, coi như gần như là hoàn toàn tôi không dậy được. Thì chính lúc đó giai điệu này đến với tôi, bảo đừng có hèn trần tiến đâu, đừng có hèn, dậy đi, hãy tiếp tục sống. Và lúc đó tôi biết bài hát này, hát tặng các bạn. Alo, cho anh thanh cho nó sáng thì đỡ bị tịt mũi. Alo, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Alo. Các bạn nghe được chưa? Hay. Ok. Không. Các bạn nghe thấy không? Dạ. Đứng dậy thôi, bao nhiêu năm tắt không gục ngã. Đứng dậy hãy vượt qua, bao nhiêu năm ta không sợ đơn hèn. Bao nhiêu năm qua giữa khói bom giữa ta sông pha, cái chết bên ta tựa lòng hầm. Bao nhiêu năm gian nan cô đơn buồn chán với quanh ta, cùng bao đám trai không hề lỗ. Sao hôm nay cơn đau thân xác đưa ta đi nơi đâu, cái chết như trời một ván cờ. Ta sinh ra như cơn mưa bay rồi tan trong hư vô, đời ai cũng ta như giọt mưa. Đứng dậy hãy vượt lên trình vó ngựa còn phi. Đứng dậy hãy vượt qua số phận, trái tim còn yêu. Trên cao đầy nắng, đứng dậy thắp niềm tin, bay lên trên xác thân mình. Bao nhiêu năm qua giữa khói bom rơi ta sống qua, ngày chết bên ta.
cửa lòng thầm. Bao nhiêu năm gian nan cô đơn buồn chán vây quanh ta, cùng bao đắng cay không hề lố. Bay lên đau đớn riêng ta không hơn ai, giữa chốn nhân gian đầy khôn cùng. Đi ta đi thôi, bên ta người thân đang trông mong, người ta sống cho một tình yêu. Đơn dài, anh vẫn lên trình mình, có ngờ còn phi. Đơn dài, anh vượt qua số phận, trái tim, trái. Alo. À, đời của tôi bắt đầu vào nghề năm 17 tuổi. Thì tôi đi làm nghề này, bốc phát âm thanh cho một đoàn ca nhạc, rồi đánh xi đánh giày cho các ca sĩ, rồi ủi quần áo cho các ca sĩ mặc lên hát. Tôi chỉ là một đứa cừu họa. Vì vậy tôi rất hiểu âm thanh và ánh sáng, nó chỉ trục trặc, nó còn cái dây nó ướt một cái gì, nó cái gì cũng là làm tắt hết chương trình. Vì vậy tôi rất thông cảm trong những chuyện chương trình đang hay này mất âm thanh. Không sao các bạn, chúng tôi đã quen rồi, đang hát mất điện, chúng tôi hát bật đèn pin lên, tất cả những người lính, những cô dân quân, tất cả chùm hết đèn pin lên sân khấu ra chiến, và chúng tôi lại hát. Không có micro, chúng tôi đứng giữa tất cả lính cũng đứng vây xung quanh tôi nghe hát, giống như các bạn nãy nghe. Không cần, là vì cái thời của tôi nó vậy, thời chiến tranh. Vì vậy mà hôm nay mình thông cảm với bạn mình, máy móc nó lại có vấn đề gì đó, ban nãy thì lại tốt, bây giờ lại xấu. Ok, bây giờ được chưa? Được chưa? Ok, hát thôi.